Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Đây là bộ hộp AMD Ryzen 7 7000 series mới nhất, cụ thể là AMD Ryzen 7 7700X. Thì với một mẫu CPU của AMD khi mà mới ra mắt thì anh em quan tâm rất nhiều về phần hiệu năng. Nói chung là mình sẽ không phủ nhận cái yếu tố đấy, bởi vì hiệu năng của dòng 7000 series có thể nói là rất tốt. Tuy nhiên thì với những anh em nào mà sử dụng CPU của AMD thì anh em sẽ biết được một câu chuyện liên quan đến yếu tố về RAM. Thì đây là một yếu tố mà mình thấy là cực kỳ nhạy cảm. Nhạy cảm đây là gì? Nếu như anh em nào mà xem trong những hội nhóm ấy và họ bảo rằng là tôi cắm kit RAM nào mà chả nhận, thì đúng là sau cái thời gian ra mắt được cái dòng socket ARM4 ấy, rất nhiều năm, thì bây giờ anh em hoàn toàn có thể cắm kit RAM nào thì cũng có thể nhận được. Tuy nhiên thì với cái dòng 7000 series thì đều đã chuyển sang sử dụng RAM DDR5 rồi. Bất kể những mẫu CPU nào, miễn là của dòng 7000 series và sử dụng socket ARM5 thì đều sử dụng RAM là DDR5. Thì với RAM DDR5 thì anh em biết được cái câu chuyện ở đây là thanh RAM này mới ra mắt thôi. Thì mới ra mắt, cụ thể là mới ra mắt được 1 năm. Vậy thì yếu tố nhạy cảm mà mình muốn nhắc tới ở đây là gì? Thì với những cái dòng mới ra mắt như này, những cái kit RAM trên thị trường thì không có nhiều. Những kit RAM DDR5, ví dụ ở đây mình đang có kit RAM Kingston Fury, cái dòng này khá nổi bật của bên Kingston, thì cái dòng này được ra mắt được 1 năm và đến bây giờ chúng ta mới có một phiên bản được dành cho AMD, bởi vì AMD bây giờ mới hỗ trợ thì nó có công nghệ là AMD XPO. Vậy thì AMD XPO là gì? XPO là Extended Profile for Overclocking. Thì đây là một công nghệ cũng khá là tương đồng khi so với XMP. Đấy là chúng ta có thể thay đổi xung nhịp hoạt động của RAM. Thì cái yếu tố XPO ở đây thì đóng vai trò như nào? Mình nói anh em không tin đâu, thế nhưng cùng một kit RAM Kingston Fury, ở đây có dòng chữ là Intel là AMD, tức là cắm được cho cả Intel và AMD. Cắm ở đây mình thấy là cắm vừa. Tuy nhiên khi mà mình cắm một kit RAM không phải XPO và mình cắm vào một cấu hình của mình thì cấu hình không lên, bật không lên, CPU không nóng. Tuy nhiên khi mình đổi sang một kit XPO, bật phát lên luôn. Mình cũng thấy đấy, nhiều anh em bảo là tôi cắm vào có làm sao đâu, đấy là ông mua đúng thì lên thôi. Có những người mà người ta mua, gọi là người ta không biết mua ấy, thì chưa chắc nó lên đâu. Có những cái dòng có thể sẽ lên nhưng có dòng chưa chắc đã lên, bởi vì đây là cái yếu tố rất là nhạy cảm bên phía của AMD. Rồi quay trở lại yếu tố đi, nếu chúng ta mua được chuẩn cái RAM XPO đây thì chúng ta sẽ có những cái lợi ích như nào? Thứ nhất là đây là một kit RAM được thiết kế và được tinh chỉnh để tương thích hoàn toàn với hệ thống của AMD. Cụ thể là sẽ có thể cải tiến tới 11% hiệu suất khi mà chơi game ở trên độ phân giải là Full HD. Nói thì nghe có vẻ hơi xa vời một tí, tuy nhiên thì những anh em nào mà sử dụng những cái kit RAM DDR5 này, sử dụng cấu hình liên quan DDR5 rồi, thì anh em sẽ không chơi game trên độ phân giải Full HD nữa. Thay vào đấy là anh em chơi game trên những độ phân giải cao hơn. Tuy nhiên thì đây là cái mà chúng ta thấy được là hiệu năng có cải tiến, và cái những cái thanh RAM như này sẽ được tối ưu hóa dành cho hiệu suất của dòng 7000 series. Thì cái này sẽ phụ thuộc thêm vào cái BIOS của cái phiên bản anh em sử dụng nữa. Thì với dòng 7000 series bây giờ anh em sẽ cắm lên hai loại main. Thứ nhất là X670 thông thường và cái thứ hai là X670E. Thì mình ở đây mình đã sử dụng là hai cái cấu hình để mình test cho anh em. Anh em nhìn thấy ở đây là dòng X670 Acer Prime đến từ Acer, và mình cũng đã có thử trên BIOS của X670E Steel Legion nữa. Thì đều có thể bật được tính năng XPO cực kỳ đơn giản. Anh em chỉ cần vào trong BIOS và anh em sẽ nhìn thấy ngay cái dòng XPO ở ngay dưới RAM thôi. Anh em có thể lựa chọn cái profile, bởi vì mặc định ấy, khi mà anh em cắm vào thì những cái kit RAM DDR5 sẽ nhận là 4800, và khi mà anh em bật XPO lên thì cái xung nhịp có thể đẩy thẳng lên 6000. Từ 4800 lên 6000 là cực kỳ nhiều. Cái thời gian mà cái kit RAM DDR5 đầu tiên ra mắt ấy, cái sự thay đổi đây là rất thấp, chỉ từ 4800 lên 5200, và anh em muốn lên cao hơn thì bắt buộc phải ép xung. Thì thay vì ép xung thì những kit RAM của XPO này thì đều đã được tinh chỉnh ép xung sẵn rồi, chúng ta chỉ cần bật lên và sử dụng. Tất nhiên thì đây sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cái phần thành phần bom mạch chủ mà anh em sử dụng. Thì đây là hai bom mạch chủ mình đã có test rồi, thì mình khuyến cáo là anh em có thể mua. Thì với dòng AMD 7000 series với cái Infinity Fabric Frequency sẽ đạt được trên những cái model tối thiểu sẽ đều là 2000 MHz, và cái tỷ lệ UCLK sẽ tương đương 1:1, tức là UCLK với FCLK sẽ đều 1:1 khi mà anh em sử dụng cái bộ RAM có cái xung nhịp là 6000 MHz trở về. Nếu như xung nhịp của RAM vượt quá 6000 MHz thì UCLK sẽ tự động chuyển sang tỷ lệ 1:2, và vì thế những cái kit RAM Kingston Fury này thì đều được hỗ trợ lên tối đa là 4000 luôn. Tất nhiên anh em vẫn có thể thay đổi được, nhưng mà mình thấy anh em sử dụng luôn những cái có sẵn đây thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì cái yếu tố thay đổi ở đây cũng sẽ phụ thuộc vào main. Main có điều khiển tốt hay không, và xung nhịp đạt được đôi khi sẽ cao hơn được ở mức 6000 và vẫn có thể giữ được ở tỷ lệ 1:1 nhé. Cái này thì sẽ phải tùy vào phiên bản BIOS mà anh em có thể sử dụng. Có một yếu tố mà anh em sẽ để ý đến, đó là chúng ta chơi game. Đây là một trong những cái mà mình thấy XPO phát huy được hiệu quả nhất. Mình sẽ tạm thời bỏ qua yếu tố 11% ở kia, bởi vì là cải tiến 11%
ở đây là chơi game chế độ phân giải Full HD. Còn nếu anh em nào mà đã sử dụng đến những cái hệ thống RAM DDR5 này, sử dụng AMD 7000 series, thì chúng ta sẽ không chơi game ở chế độ phân giải Full HD. Thay vào đấy là chúng ta chơi game trên những phân giải cao hơn, 2K, 4K. Cái lúc này cái 1% kia sẽ không quan trọng nữa. Thay vào đấy là yếu tố ổn định khi mà chúng ta chơi game mới đặt lên hàng đầu. Thì cái dòng chữ Expo lúc này sẽ phát huy được cái hiệu quả. Thì cái tên game mà mình test ở đây, mình test một số tựa game rồi, thì hầu hết những cái tựa game như vậy anh em chơi game đều có thể đạt được mức FPS rất cao. Những cái tựa game online thậm chí có thể đạt được đến 400-500 FPS. Và cái yếu tố nữa là anh em sẽ bảo là ôi bus RAM cao thì cái hiệu năng giữa CPU và GPU giao tiếp với nhau sẽ tốt hơn. Thì về mặt cơ bản thì yếu tố ấy đúng. Tuy nhiên thì anh em phải biết được một điều rằng là bây giờ những hệ thống ở trên thị trường, những cái mẫu VGA vẫn đang sử dụng là PCIe 4.0. Mình nói hơi quá một chút, nhưng nếu anh em nào sử dụng 2 RAM dual channel với bus RAM 3600 đã có thể tận dụng được 100% hiệu năng của VGA rồi. Vì thế anh em có những kit RAM mà dòng cao hơn nữa thì hiệu năng nó cũng sẽ xem như vậy thôi. Bởi vì vốn dĩ ấy, cái vấn đề ở đây không phải là tại RAM, không phải tại CPU, mà về thành phần VGA hiện tại nó mới chỉ sử dụng đến thế mà thôi. Sau này thì có thể câu chuyện sẽ khác, thì những cái kit RAM này nó sẽ phát huy được hiệu quả mà anh em thấy rõ hơn. Còn anh em nào mà thấy cần mà nhìn được cái hiệu quả và thấy rõ nhất có thể, sử dụng luôn cái iGPU có bên trong cái CPU của AMD. Bởi vì CPU của AMD bây giờ đã có GPU tích hợp rồi, không phải như ngày xưa nữa. Bất kể dòng nào bây giờ cũng đã có GPU tích hợp rồi. Và mình có sẵn ở đây một cấu hình đề xuất để anh em có thể cân nhắc. Thì về mặt CPU thì mình như mình đã nói rồi, là mình sử dụng AMD Ryzen 7 7700X. RAM ở đây là RAM Kingston Fury. Đây dòng Expo nhé, anh em cần phải mua dòng Expo để có thể sử dụng được với dành cho CPU của AMD. Còn nếu anh em nào mà đang thắc mắc là những kit RAM nào hỗ trợ Expo thì anh em có thể lên trang chủ của AMD để xem. Hoặc là chúng ta nhìn cái bộ những thanh RAM ấy, chỉ cần có cái tem Expo ở đây là cái kit RAM đấy dành cho dòng 7000 series. Tiếp theo nữa về thành phần BOM máy chủ. BOM máy chủ sẽ có hai loại, một là X670 thường và hai là X670E. Thì với X670 thường mình nghĩ là vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của anh em. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì với một cái main mình sử dụng ở đây là X670 Prime đến từ Asus, thì riêng cái dòng Prime là một dòng gọi là không phải dòng cao cấp đâu, chỉ dòng tầm trung của Asus thôi, tập trung giá rẻ của Asus. Thế nhưng cái khu vực tản nhiệt cho VRM đã cực kỳ nạc rồi, thậm chí anh em có thể cắm CPU cao cấp hơn Ryzen 9 7950X cắm lên vẫn hoàn toàn thoải mái để có thể sử dụng. Còn hệ thống tản nhiệt ở đây thì mình cắm hệ thống tản nhiệt All-in-One. Thứ nhất là để cho đẹp, và cái thứ hai nữa là để dành cho những anh em nào mà có cái tâm lý về lúc nào sản phẩm cũng nóng, thì khi mà sử dụng những hệ thống tản nhiệt All-in-One sẽ đóng vai trò nó phù hợp hơn. Còn về phần card họa thì mình cũng cắm luôn của AMD là RX 6700XT. Với 6700XT thì anh em có thể chơi game chế độ phân giải 2K hoàn toàn thoải mái. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Nhớ nhá, Expo.